Sau anh em xin chào cả nhà, em tiếp tục lên sóng một con lọc khí Daikin. Con này gọi là Daikin vầng trăng khuyết các bác nhé. Vầng trăng vì cái hình thiết kế này nó như một cái vầng trăng khuyết. Con này em để số 2, một con lọc Daikin VIP của hãng. Con này thì công suất của nó 58W, các bác dùng cho phòng khoảng 40m2 trở lại. Về hình thức thì bên em đã làm mới cho nó rồi, khoác cho nó một chiếc áo mới vào đẹp long lanh. Các bác vừa sử dụng vừa ngắm, nhiều bác chơi đồ Nhật là vừa thích sử dụng vừa thích ngắm, và đấy là đam mê mà. Con máy làm lên rất là đẹp. Con này thì quay các bác xem thông số TCK55RT, con này sản xuất năm 2015 coi nhé, công suất 58W, dùng cho phòng khoảng 40m2 trở lại. Trên máy thì cũng rất đơn giản thôi, khóa trẻ em. Đấy. Khóa rồi là các bác không bấm vào nữa để tránh trẻ em nghịch bấm linh tinh. Các cấp độ của công nghệ Eco, đáp bật nguồn, chế độ buồm, các tốc độ lọc khí. Trên máy thì hiển thị phần trăm độ ẩm, các đèn cảm biến bụi mùi. Con này thì bên trong sử dụng vẫn đi theo chiếc màng zin còn đẹp thôi nhé. Chiếc màng zin còn đẹp này, bên em vẫn để nguyên. Trong này là màng than khử mùi. Giờ này máy về rất là nhiều, các bác nào nhu cầu lấy thì các bác cứ liên hệ thôi. Mùa hanh khô này rồi, mình dùng máy lọc khí để lọc bụi mịn, lọc bụi mịn và khử mùi mù ẩm. Cái này là thanh trimmer các bác nhé, tiêu diệt vi khuẩn nấm mốc này. Một con Daikin vầng trăng. Nhiều bác cứ hỏi là Daikin tốt hơn hay là Pana tốt hơn này, Sharp tốt hơn. Cái đấy thì mỗi người một cảm nhận các bác nhé, chứ còn cũng chẳng anh em thợ nào dám khẳng định là hãng nào tốt hơn cả, vì mỗi cái nó sẽ có một ưu điểm riêng, mỗi hãng một ưu điểm riêng, đấy là do tùy khách hàng cảm nhận thôi. Có thể mình thích cái này của Daikin, ví dụ thích kiểu dáng của Daikin này hay thích kiểu dáng của Panasonic, nhưng mà thằng thích Daikin lại có cái ưu điểm này hơn chẳng hạn. Cho nên là cũng như các bác mua tivi Samsung với LG với Sony, có người thích LG, người thích Sony, không phải ai thích Samsung hết đâu, mỗi người một ý. Điện thoại cũng vậy thôi, có người thích Samsung, có người thích iPhone. Đấy là tùy từng người. Chứ bảo là hãng này tốt hơn hãng kia thì không có cơ sở gì để khẳng định được. Đấy, cái này mang tạo ẩm các bác nhé, còn rất là đẹp. Cho nên là các bác thích hãng nào các bác chốt thôi, quan trọng là mình chốt cái con nào của hãng đấy thôi. Đấy. Trong một hãng thì sẽ có những cái con đắt tiền, con rẻ tiền. Chứ mình không thể đánh đồng, mình so sánh, mình bảo là Daikin tốt hơn là Sharp hay là Pana được, đúng không ạ? Đấy thì mỗi người một cảm nhận khác nhau. Con này em bán là 3,5 triệu các bác nhé. Máy rất là đẹp đấy, chưa phí vận chuyển. Hiện tại thì em đang để điện 100V, 3,5 triệu tặng kèm đổi nguồn cho các bác. Các bác thích đấu bên trong thì em đấu bên trong, thích để rời ngoài thì em để rời ngoài. Đấy ạ. Như vậy cho nó tiện thì cũng chưa đấu kịp. 3,5 triệu chưa phí vận chuyển, tặng đổi nguồn, các bác nào lấy các bác liên hệ. Chào các bác.